một lần là dụng ông ly mũ á. Các em đã 3 chậu 250 không bán. Nó nhiều màu lắm cô. Dạ. Dạ nó nhiều màu. Một cái màu cam, một cái màu hồng, một cái màu tím. À, đúng rồi, trồng sống cái có cái kỳ mấy năm trước ở trong chùa Ngọc Thạnh đó có trồng mấy cây đẹp lắm. Dạ, dạ hả? Dạ. Dạ rồi cô thấy có nhảy con không? Dạ. À, biết không đi về được xác Ngọc Thạnh không? Lễ Phật. Dạ đúng rồi, quẹo quẹo theo chiếc xe đó. Ôi, chiếc xe 16 chỗ rồi, nó chỉ không quẹo đây nè. Còn mình ra chợ, cũng dạy đây rồi đó, quẹo nó một thân rồi. Cháy, cháy. Không quay. Không được. Cháy. Đánh một binh lại. Lớn.
rồi chỉ có cái cô đang được đi đó, ai thích đi thì những nào anh cũng đỡ đưa nhà cơ chơi xong cái đó rồi cái mình trở ra không đi vừa lên bước vừa đi hoài đi mấy cái điểm lạ cho người có tận chỗ nào mà vô trong nhà vé chỗ đó lạ chị nhớ tên gì thì nói đi. Không nhớ. Điện hỏi tôi đi vô đây rồi đi. Ờ đi. Hỏi chứ mà. Cái số bạn rồi. Bạn nào nói. Bắt. Bắt. Quá trời đâu mà này đó. Quá đông rồi.
đổi hết theo quy định, không trả phép như vậy. Đây thôi, con chỉ xe mà áo cắt ruột hay áo trồng thực sự để dù và bảo đảm kỹ quan chung sửa chữa thay thế và hư hỏng không quy định. Nói em khách hàng tổ chức hãy đúng theo quy định, không trả phép người lại hay